cần phải lên sóng đâu, sóng kỳ quyền tự do riêng tư đâu, giấy tờ đâu, giấy tờ được rồi. Em tên gì? Minh hả? Thắng hả? Ờ. Cái hộ khẩu xanh nè cho mày. Ủa, hộ khẩu màu xanh luôn hả trời? Ê, hộ khẩu này có không trời? Có hả? Cái dấu này thấy cũng trưởng công an là chắc thiệt rồi chứ không phải gì vậy. À, cái biên lai đúng không? Mấy cái này em chụp hình rồi, biên lai chụp hình rồi phải không? Tức là biên lai bị lừa gì? Hay quá, mày học xong bị lừa luôn, hay quá. Trời ơi. Rồi 96 Trần Minh Thắng 96 Bà Rịa Vũng Tàu Tiền Giang. Ủa sao sao cái Bà Rịa cái Tiền Giang em à, xa 2 mét kéo mặt xuống nhìn cái ai giống không? Ờ giống. Ờ ok không, anh phải rõ ràng mày. Mẹ em tên Hiền hả? Ờ em tên Hiền, chủ hộ luôn. Rồi, chờ chút. 12 tháng 2 chứng minh dân số 4722 7722. Rồi đúng rồi. Rồi, nói chung là trường hợp em này đã cung cấp giấy tờ thật mấy em. Giấy tờ thật gồm có giấy chứng minh nhân dân, bằng lái. Cái chứng minh dân bằng lái và hộ khẩu. Cái hộ khẩu này có tác dụng gì? Hộ khẩu này chứng minh được quan hệ. Đó, quan hệ của người này đó là con của chủ hộ, mà chủ hộ tên là này. Rồi, chủ hộ rồi, xong. Rồi số tài khoản chủ hộ đâu? Số tài khoản mày em đâu? Đấy, rồi hả? Nó gửi cho anh mà giờ anh lưu tâm điện thoại rồi. Giờ tới giờ giải ngân nha mấy em, xong khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ tới màn giải ngân. Gửi cho anh đúng không? Ờ, nhớ anh có nhận cái rồi đây, giấy xác nhận tài khoản. Biết rồi, nào cũng được. Không quan trọng cái nào đâu. Cho nào tao mượn, có nào có em trường mượn điện thoại cái em có như vậy là anh dòng anh cái số, tại vì anh chuyển tiền bằng điện thoại của anh thì anh không có nhìn được số tài khoản. Em mở Zalo lên, nick vô cái hình là mở lên, anh coi tấm hình thôi chứ anh coi tao cầm điện thoại mày làm cái gì. Tao người văn minh lắm, tao giờ tao dùng điện thoại ai đó. Rồi cái này là Dương Mỹ Hiền luôn, rồi tên đúng chữ. Rồi ok, chuẩn. Giải ngân cho mẹ, không giải ngân cho con. Nha. Rồi. Mày phiếu chi cứ ký vô thôi, phiếu chi thôi. Tức là có anh chi cho em á. Rồi giờ anh chuyển tiền luôn 20 triệu. Kêu mẹ em ra rút nha. Anh sẽ chuyển nội dung á là anh ghi là đúng. Ừ, anh sẽ ghi là Minh Anh chuyển tiền cho mẹ. Rồi, ghi vậy thôi. Tức là mẹ em không biết chuyện này nha. Cái Minh Anh chuyển tiền cho mẹ. Ông mày phải tên Minh Anh không? Thằng này sao lúc Minh Thắng, lúc Minh Anh. Dạ không, ý là Minh Anh nói là cái chỗ học viện bị lừa. Ủa, cái chỗ học viện bị lừa thì tại sao phải ghi tên em là con, em chỉ cho mẹ mà được rồi. Dạ tại vì ý là ghi là vậy là em nói là mai mốt người ta sẽ hoàn tiền lại. Không, cái chuyện hoàn tiền lại thì em nói là em lên trực tiếp trung tâm, em đòi được trung tâm nó trả tiền mặt cho em, mà giờ em cầm tiền mặt em chỉ cho mẹ em, đâu có gì không hợp lý. Đúng không? Tôi nhớ em tên nó Minh khác xong nè, Minh Thắng con em hay gì tên Minh Đức nữa nè. Nhà Minh nhiều chứ, rồi là học Minh Anh. Trời ơi, này không á, Minh ghê ta. Này rồi ok, để anh chuyển cho. Chích mẹ. Ủa lâu ngày không vô sao bích quạt mày ơi. Thằng này kiểu gì đang đấy.
chết bà tao rồi. Em đừng có lo, anh có nhiều tài khoản lắm, anh tài khoản này được, anh chuyển tài khoản khác thôi à, đừng có rung nha. Không có, nhiều khi ở dưới suy nghĩ rồi, chạy tới đây rồi xa xôi cách trở nghìn trùng, tiền xăng tiền xe ôm này nọ kia, giờ tới Duy Nguyễn vô bắt vợ không được, cái không hẹn thấy mẹ nữa. Rồi cái này là của Ạc Phi Băng, cái của mẹ em là Ạc Phi Băng đúng không? Quỷ này nó lóc bát mẹ rồi. Ạc Phi Băng thì là phải đây, số điện thoại tài khoản số nhỏ gì 6905. Thôi quay cái gì số thông tin tài khoản người ta, quay cận tán tay mẹ mất dạy. Cái điện thoại sếp bấm 20 triệu thôi, chuyển đi thôi. À, chút đi. Ừ, số thông tin mật của người ta, thông tin cá nhân mày. 65. Vừa phải thôi chứ còn hả? Tao dù gì cũng là thằng Duy Nguyễn chứ, tao chứng minh tới mức này thôi chứ mẹ muốn chứng minh nó kiểu gì. 05 2022. Rồi. Minh Anh, em tên là Minh Thắng chứ. Minh Thắng. Chuyển khoản cho mẹ rồi, ok vậy thôi. Rồi giờ quay này đúng không? Rồi, là thủ tục đứt chuột nha. Anh đứt chuột cái là xong trách nhiệm nha. Mốt tụi bay đòi hỏi nữa tán tay với mẹ luôn á. Rồi đây ok, rồi chưa? Đó. Từ mẹ rồi. Rồi, đứt tiếp tục. Ủa, quên nhập số tiền, quên làm ghê ba. 20. Thằng anh lỡ chuyện 200 rồi có sao không? Thôi rút lại. 20. Rồi. Đúng tên không? Đúng nha. Rồi ok. Cái truy kịch tiếp tục. Rồi. Ê, cái này không coi được nha. Thôi coi thoải mái. Cái này là OTP không coi được ba. Rồi, xong. Ta nhập qua đó, tiếp tục. Rồi, chạy nó còn 14 giây. Rồi, xong nha, nó tiền đi rồi đó. Rồi xong rồi, phần anh là xong. Rồi phần em có muốn cảm ơn mọi người gì không? Rồi nói ngắn, nói dài cũng được, tùy muốn nói gì đó nói cho mượn sân khấu đó. Rồi giấy tờ là photo rồi đúng không? Chưa. Chưa hả? Chưa, chút cho mượn photo lại để cái gì mà tụi nó hỏi anh còn đưa ra được, chứ không nó mất video này Facebook của đi bọt xong cái mất chứng cứ. Nói anh tham nhũng 20 triệu hiểu không? Đeo có trang luôn. Ừ, cứ vô đây. Vô đi em, vô đi thử. Được, chẳng mở đâu cũng được hết á. Nghe tiếng thôi chứ nói chung á thì muốn làm gì làm. Không phải là ép em mà muốn làm gì làm thoải mái, nói gì nói thì cảm ơn mọi người đơn giản được sao? Tại mọi người bữa đó cũng giúp em từ. Dạ em chào mấy anh chị trên livestream của anh Duy Nguyễn. Mày cho mày đeo khẩu trang rồi đâu có sợ đâu, cho tao nhìn chút để không tao nói tao nhân viên tao gài vô. Mày khổ quá mà mày phải giữ danh dự cho anh nữa. Đúng không? Nói nhân viên gài vô chết mẹ luôn. Dạ em chào mấy anh chị đang xem livestream của anh Duy Nguyễn. Dạ thì hôm bữa em có trình bày với anh Duy Nguyễn thì được mấy anh chị giúp đỡ em. Thì hôm ngày hôm nay thì em Duy Nguyễn hẹn em tới đây để chi tiền giúp đỡ giùm em. Thì trước tiên là em xin cảm ơn anh Duy và cảm ơn mấy anh chị trên livestream của anh Duy Nguyễn đã rất là rộng lòng giúp đỡ lúc em khó khăn. Thì trên cái live này thì em xin một lần nữa em cảm ơn các anh chị đã giúp em trong cái thời buổi khó khăn này. Dạ, em xin cảm ơn mấy anh chị. Rồi em chào chút xíu đi. Em chào chút xíu nó lên photo xong cái giấy chứng minh nhân dân của em mà nó trả cho em. Là xong rồi đó, má em nhận tiền rồi đó. Ông em ra ngoài em gọi điện hỏi má em đi. Má có sử dụng tính năng mà nhắn tin không? Tức là tài khoản có tiền vô má em biết không? Dạ biết, nhưng mà ý là tại má em chưa có tải cái app. À vậy hả? Thì có gì đang hàng lúc bây giờ anh gửi hình cho em. Anh gửi hình cho em là tiền nó qua rồi. Là tiền có rồi đó, mình có thể rút liền luôn cũng được. Còn không cần thì bỏ nó lấy lại.
Cần hiểu rồi nó lãi chứ sao. Rồi xong rồi nha em. Ừ đơn giản thôi, không có gì đâu em. Thôi cảm ơn hoài mày. Cảm ơn lần thôi. Hoài mệt lắm. Rồi xong. Nhận rồi, mệt quá. Anh giải ngân cho mẹ, không giải ngân cho con, đâu cho cầm tiền mặt đâu mấy em, nói thẳng thẳng rồi mà, không có cầm tiền mặt nha. Cầm tiền mặt rồi tối mà đi mà đá phò nữa, công mệt lắm. Anh là giang hồ hiếm ác. Cho xin cái tên lừa bạn ấy ạ, cái trường gì tên Minh Anh nó dạy tinh học đó mẹ ơi. Nó dạy tinh học nó lừa, đâu có lừa, không phải thằng này đâu, nhiều thằng nữa. Ủa lừa nhiều thằng lắm. Xong rồi mẹ dưới quê này nọ cực khổ gom góp đi mượn nợ hay gì đó không biết cho con đi học, bây giờ trường khốn nạn đó nó lừa. Gói cứu trợ 1.000 USD mùa Covid cho sếp. Mà sao anh biết ông này? Mày phải hỏi là ông này làm sao biết tao? Không ai mà hỏi ngược. Em cũng bị Minh Anh lừa, anh giúp em gì 200 em cái gì anh giúp em 200 triệu với. Rồi, mấy em thấy sao? Nó đòi mày lừa giúp nó 200 triệu kìa. Nó lừa nhiều vậy sao không ai kiện nó ta? Báo Tuổi Trẻ đăng luôn rồi đó, không biết có kiện không thì không biết. Báo Tuổi Trẻ đăng vụ này luôn rồi. Chả biết sao, nghe nói có liên quan người ta ông Lê Thẩm Dương nữa. Ông Lê Thẩm Dương PR cho cái trường đó, bọn nhỏ trẻ trâu nó bay vô nó học, đồ bị lừa. Mất dạy thì chứ.